trợ. Và tương tự giống như vậy, một Alistar cũng sẽ làm điều giống như thế luôn. Nhưng có một cái điểm đến từ Gen.G như này, họ chọn đội hình này là có ý đồ của họ. Họ muốn tách ra, họ muốn ngăn cản D-Line, vẫn đang muốn tạo một sự bất ngờ. Anh ta di chuyển, anh ta thấy Honor, D-Line quay vào người của Honor, Garia đang di chuyển tới, D-Line sẽ cần phải lùi ra một xíu. D-Line bị hất tung lên, combo một hút nghiền nát, hất tung khoảng thời gian khá là hay và D-Line mất quá nhưng mà ta sử dụng điều gì thì nó có thể bỏ chạy, ta thoát đi được. Còn Chovy thì sao đây? Peanut đang quăng thoát đi, Honor đang gõ liên tục. Đây là Garia với khả năng giữ chân Chovy, Chovy sử dụng kỹ năng Peanut một hit đánh thừa nữa, first blood Vector hất tung không được Chovy, Chovy mất như vậy. Còn bây giờ sao tiểu Gang không thành công lên đường trên thì Honor đã để cho đường, nhưng bây giờ có phần xâm lăng rừng đến từ Honor. Honor có một con mắt thấy Peanut đang di chuyển. Ui, Honor cướp sao? Dòng đây đã chết, đã chờ đợi sẵn. Peanut cần một cú nhảy, ta không nhảy được. 1-0 cho Honor và vừa rồi cho Vi sử dụng ra về và ta không lấy được mẫu của Faker. Rất là khéo, đúng là kèo đấu đường giữa vẫn sẽ là kèo đấu tâm điểm cặp thi đấu ngày hôm nay. Và Faker đang là người làm tốt hơn một chút so với cả Cho Vi ở đường giữa này. Honor muốn gank nhưng gank mà có Akali thì thực sự không phải là một điều gì đó dễ dàng. Nhưng Chovy, ui sao lên sông âm đã trúng, giọng đại đã chấn vào tóc biến lên hất tung đáng đất hay. Honor lấy được tóc biến của Chovy và mép tới Chovy đã phải nằm. Không muốn thấy họ hơi nhùng thì phải. Không biết anh Trung có cảm nhận giống tôi hay không trong ván thi đấu vừa rồi. Tôi nghĩ một phần đến từ việc bên phía của quay từ Kumayoshi có thể bắt hay không. Đây Kumayoshi đang di chuyển từ anh ta bị dính một cú lao điện, dính hai cú lao điện này trong dạng quá tải. Tóc biến lên hết đánh thường. Kumayoshi đang cố gắng bỏ chạy đô ra, thả ra mưa tên lửa không dứt điểm. Ôi dứt điểm được Kumayoshi và solo kill dành cho đô. Trong khi đó thì Kumayoshi đang đẩy đường giữa này có sự hỗ trợ đến Faker. Lên sóng âm giữ chân lại và Pay hiện tại nó mất thương đó là dùng tóc biến lên 4 nét rất hay và Faker có được không? Rất tuyệt vời. Không kịp tập biến hay sử dụng bão tố nổi dậy ở pha thi đấu vừa rồi và hơn nữa pha hất tung được. Còn trong Dora đang bị tách ra và đây là sự chiến đức dành cho Honor. Honor đã thấy Peanut, Honor đã vào combo rất hay, hất tung được Peanut lên. Peanut đang vào người của Honor nhưng chắc chắn rồi Peanut đang là người cô lập, anh ta đang cờ bỏ chạy. Z đã thấy được cho Vi bổ một trúng, W trúng, cho Vi sẽ còn hốc về và Peanut đang tàn hình vào người của Z bổ ba, cho Vi tiếp tục dưới theo kỹ năng Q và E của mình và chắc chắn rồi bên phía của Genji không hề hài lòng trong cái kết quả vừa rồi. Dora có thể làm được lần thứ hai. Faker đang bị đốt, đang bị đốt vô cùng đau đớn nhưng Doran không còn mưa tên lửa để làm được một lần nữa đây rồi. Bây giờ tới lượt Faker, ta đây muốn trả thù, chủ tịch đây muốn trả thù cho nhân viên của mình thì phải. Doran anh ta lao điện không trúng, W đã trúng. Faker một quy đắp nữa là đủ, một khi đánh thử đã đủ, đã có được bài không cho Vi gặp mẹ không thể luôn. Mọi người của Faker đi lại bật chiêu cuối lên và đó mọi người sau âm hai thành viên nhưng mà hơi khó cho Faker bỏ chạy, ta bị dính chiêu cuối sau đó ta nằm xuống. Zed bị hất tung đến từ đi lại và bay vào đây được bắn. Zed mất tóc biến để bỏ chạy, Garia đang di chuyển được thể hỗ trợ. Honor sẽ lùi về thành công và Faker trả thù được nhưng ta phải trả bằng chính bản thân của anh ta. T1 sẽ thành công dựa trên cơ sở vừa rồi họ đã làm rất tốt. Genji thì ít nhất là T1 nhưng từ đã, tôi định nói là ui bắt Faker, Faker né được nhưng mà Faker liệu có thể thoát khỏi tình huống tấn công cho mình không. Đây là xe chiêu cuối lần thứ nhất, lần sau mình đã trúng gặp mẹ thành công và rồi là tới gai dứt điểm được. Đó là bản solo kill cho Faker. Cho Vi khi mà Peanut anh ta ăn xong con rồng này thì chỉ cần một con rồng nữa thôi là Genji họ sẽ có linh hồn rồng. T1 họ đang muốn hạn chế nhiều nhất có thể bởi vì họ biết nếu như tầm này họ vồ vào Kumayoshi không có chiêu cuối để đánh. Đi lại hất tung lên combo vui ghen nát một khoảng thời gian khá là hay. Kumayoshi vẫn đang được bấm cơm 10 KTA đi lai la và tấn công ta hất tung nó thủ lên mưa tên lửa rạng ra và khiến cho Kumayoshi mút quá nhưng mà tấn công khi nằm xuống Honor đang quen nhốt một người đi lai, ta đang muốn gọi chết đi lai nhưng đi lai vẫn còn đang thở. Đi lai là phải nằm bay vào đây bắn rút lòng về được một thành viên và sẽ là thành viên thứ hai. Karia đã bị shut down, Karia đã phải nằm xuống đắp một kill quét sạch cho Genji và bây giờ họ đã có con rồng thứ tư rồi, họ sẽ hướng tới đó là con Baron này. Tình huống vừa rồi là tình huống cực rất là tìm gấp. Delay quá là nhanh nhẹn, thật sự đây là một con Rakan quá kinh khủng đi. Di chuyển và gần như khiến cho Karia bay vào hất tung Delay nhưng Delay vẫn còn có rất nhiều công cụ để bỏ chạy đây rồi. Rồng gió đã có hất tung lên thành công của Honor. Honor đã giữ chân lại nên mưa tên lửa rất đẹp dòng đi chấn nhưng Honor đã phải nằm xuống của BC đang bị đốt vô cùng đau. Doran và Karia sẽ là bạn. Doran và Delay đang khống chế được qua thành viên cầu thủ phía bên này sau. Zed đang bị bắn liên tục và bay lên của bạn cùng Karia làm tấn công nhưng chiêu cuối của mày được bật ra của BC đã bị tấn công và ta đã phải nằm xuống. Faker cố gắng lên sao mà không thành công lắm. Cho bị đèn đèo bóng lên tóc biến được Faker phía cánh còn lại rõ ràng Karia không thể đầu tở được, lui ra và tìm một cách để có thể bấm B về để tạo ra khả năng phòng thủ. End được không là câu hỏi đang được đặt ra và Genji họ đang muốn end game, họ đang dựa trên những cơ sở mà họ sở hữu được nhưng liệu là được hay không được. Họ đang suy nghĩ tới nó, họ đang nghĩ tới nó một cách rất cặn kẽ, rất kỹ càng. Đi lại mất tương đối nhiều mẫu. Faker vẫn đang muốn tiếp tục phòng thủ và Faker cần phải hạn chế được những ưu lính nhưng không thành công. Doran đẩy quá gắt, anh ta đang cầm cái lưỡi hạ, anh ta đúc tặng vào người của Faker. Doran đang bị tấn công, Faker quy đức là không ổn. Đi lại làm tấn công, ta sử dụng đồ hộ mình và tóc biến nó có thể khống chế đối thủ. Doran không thành công, ta sẽ phải nằm tiếp theo mưa tên lửa quá đẹp và sẽ là nhà chính nổ chiến thắng cho Genji. Một chiến thắng vô cùng đẹp mắt dành cho Genji, họ đã làm quá tốt ở giai đoạn mid game.